Dạ thầy, làm câu quẩy một mẫu kích thích n, kích thước n được thành lập từ tổng thể tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng mi hả thầy? Mi. Với kỳ vọng mi và độ lệch chuẩn là 8, hãy xác định n sao cho với xác suất bằng 0,99542924, trung bình mẫu nằm trong khoảng từ mi đến 4 Mi đến trừ 4. mi trừ 4 đến mi cộng 4. Rồi, thì theo đề bài đó thì cái chỗ này là cái xác suất nó cho là xác suất nè, ít ngang nè, lớn hơn mi trừ 4, nhỏ hơn mi cộng 4. Cái xác suất này nó bằng 0,9524. Và nó cho cái xác suất này nè các em, nó kêu mình tìm tìm n, đúng chưa? Nó kêu mình tìm n. Có cái xác suất này nó kêu mình tìm n. Đó thì giờ từ nhưng mà cái xác suất này đó thì nó lại bằng cái xác suất gì? Xác suất này nè. Cái xác suất này thì nó lại bằng là cái xác suất là ít ngang trừ mi. Đúng không? Lớn hơn là âm 4 và nhỏ hơn 4. Đấy. Thì cái số này là giữ nguyên nè, đúng chưa? Thì cái xác suất ở trên đây là xác suất theo cái đề bài nó cho là mình triển khai thành xác suất này. Đấy, thì bây giờ cái này nó lại là bằng xác suất gì? Cái này mình dùng dấu tương đương đi. Đấy. Cái này là ta có nè, ta có đề bài nó cho nè, cho này mới kêu kiếm n. Bây giờ từ cái điều này là mình cho tương đương cái này, thì cái này nó sẽ tương đương là ít ngang trừ mi giá trị tuyệt đối, cái này nhỏ 4. Đấy. Thì cái xác suất này nó lại tương đương cái này. Đấy. Đó, bây giờ nhưng mà cái xác suất này thì nó chưa có dính tới n, cho nên là bây giờ nhưng mà nó lại bằng cái xác suất này ít ngang trừ mi chia sigma này. Chia sigma nhân căn n, cái là hai cái mà đều nhân căn n hết. 4 nhân căn n chia sigma thì nó cũng bằng là 0,9524. Nhưng mà cái thằng này nó lại liên quan đến biến ngẫu nhiên z có phân phối chuẩn 0,1. Đúng không? Cái thằng này liên quan đến biến ngẫu nhiên z có phân phối chuẩn 0,1, cho nên là mình đưa vô đây được. Lúc này nó sẽ có n rồi nè. Đấy, có n. Như vậy thì chỗ này nó có n rồi, như vậy thì mà cái này nó sẽ tương đương là cái sigma đề bài nó cho bằng 8 rồi đúng không? Sigma nó cho bằng 8 rồi, vậy thì cái này nó sẽ tương đương là xác suất để mà trị tuyệt đối của z nhỏ hơn căn n chia 2. Nó bằng là 0,9524. Đấy. Nhưng mà cái biến ngẫu nhiên z này nó lại có phân phối chuẩn 0,1, cho nên cái xác suất này nó lại tương đương là bằng 2 lần phi của căn n chia 2 trừ 1, 0,9524, đúng chưa? Đấy, thì giải tay ra như thế. Đấy, mình coi. Đấy là mình chuyển dế qua thì mình chia 2 thì nó ra là phi của gì? Phi của căn n chia 2 nó sẽ bằng, ở đây là nó sẽ có là 1,9524 không? 9524. Cái này mình chia làm 2 thì nó ra được cái gì? 9,9762. Thì cái này nó ra là 0,9762. Bây giờ mình mới đem tra cái bảng, mình tra cái bảng thử xem cái phi của số mấy bằng 0,9762 nha. Em tra cái bảng này. 9762. Này nó có 9761 phải không? 9761. 9767. Vậy thì 9761 ở đây nè, 970,9761. Là phi của 1,9 mấy? 1,98. Thấy không? 1,98. Còn nếu mà 1,99 thì nó ra tới là 9767. Để mình tính toán kỹ rồi coi. Cái số này mình chuyển qua đây là cộng 1 phải không?
cộng 1 là nó là 1,9954 mà chia 2 62. Vậy thì cái số này nó sẽ gần bằng bao nhiêu? Rồi tôi giải bằng cách tra bảng thì cái phi này căn n chia 2 này nó sẽ gần bằng cái phi của 1,98. Nhưng mà 1,98 nó chưa bằng số này. Tôi để lấy chính giữa thì 1,85 thì nó chắc không nào, 1,98. Đây. Vậy thì hai cái phi này bằng nhau thì ở đây tôi sẽ suy ra được là căn n chia 2 nó gần bằng 1,98. 1,98 nhân 2 lên, bình phương lên, suy ra được n. À. Đấy, bây giờ tôi coi cái lời giải lại. Lời giải lại. Thì theo đề bài ấy, đã có là cái xác suất để mà x ngang này nó lớn hơn mi trừ 4, nhỏ hơn mi cộng 4 và bằng 0,9524 không? Cái này nó sẽ tương đương là xác suất là x ngang trừ mi nhỏ hơn bằng 4, nó sẽ bằng như 0,9524. Làm giống cái mình thì thời gian bên đây. Giờ nó sẽ trừ mi chia chia sigma, chia sigma nhân căn n hai vế thì nó ra được số này. Thì do cái thằng x ngang này là xin lỗi, cái thằng x ngang trừ mi chia sigma này nó có phân phối chuẩn không một, cho nên cái xác suất này nó lại bằng xác suất ở trên đây nè, nó bằng hai phi của căn n chia 2 trừ 1 không. Để tiếp tục là ở đây 9762 thì nó cũng làm giống thầy, là 1,98 thì tính ra được là n bằng 16. Bán n bằng 16. Thấy không? Cái này nhân hai hai vế là bằng 3 phẩy mấy đó, chưa gần bằng 4, lại n là số nguyên cho nên nó lấy chẵn luôn n 16 luôn em. Thì bài giải như thế. Nhưng mà chỗ này mình phải giải thích thêm cái là bỏ bớt cái này đi, nó có cái phần đánh máy à. Chỗ này thì mình giải thích thêm là lý do là giải thích là chỗ này sao này. Này mình giải thích là do biến ngẫu nhiên z z nó bằng là x x ngang trừ cho gì, trừ cho mi chia sigma nhân cho căn n, cái thằng này là nó có phụ luật phân phối chuẩn không một. Nếu mà nó do nó có luật phân phối chuẩn không một thì nó mới có cái điều này. Do nó có luật phân phối chuẩn không một cho nên nó mới có từ cái điều từ từ ở trên đây xuống đây kia. Đấy, thì cái này là nó áp dụng cái định lý số số 2 này nè. Lý số 2 này kia. Đấy. Thì nếu mà biến ngẫu nhiên x là nó có luật phân phối chuẩn mi sigma bình phương thì cái x ngang này nó sẽ có luật phân phối chuẩn mi sigma bình phương chia n, và biến ngẫu nhiên z này có luật phân phối chuẩn không một, cái này áp dụng với cái định lý số 2 này nha, định lý số 2 này à. Định lý số 2 thì cái xác suất để mà cái này là mình ghi đưa về là biến ngẫu nhiên tương đương thêm bước đi, tương đương thêm bước đi. Chỗ này là mình đặt là nguyên cái này mình đặt là z phải không, cho nên chỗ này nó chính là trị đối của z này.
thì cái này nó sẽ tương đương là xác suất để mà chuyển đổi của z nhỏ hơn căn n chia 2. Thì đối với cái phần này á, thì em phải tra cái bảng số 2 tra ngược lại, tức là nó có cái giá trị rồi mình tra ngược lại, không là 0,9762 nè, 0,9762 thì nó là phi của mấy, 0,9761 ở đây nó có số gần đúng thôi, mình tra lại thì nó ra 1,98. Tuy nhiên thì nếu mà em có cái máy tính dạng thế này thì mình có thể tính ngược lại cũng được. Tính ngược lại bằng cách nào? Thì trong cái máy tính này của em đó là nó có cái chế độ là phân phối. Em bấm mode này. Đây, phân phối này. Số 7 đó. Thì ngược của phân phối chuẩn. Bấm số 3 là ngược của phân phối chuẩn. mi nó bằng 0 rồi sigma nó bằng 1 phải không? Thì cái dùng cái này là em bấm cái dùng xác suất là bằng 0,9762. 1,9809. Cái số chính xác đó là 1,9809 nha. Và cái số này em bình phương lên. Em nhân 2 lên, nhân 2 lên nha. Chế vào chế độ mod 1 đi. 1,9809 nhân 2 là 2. Bằng số này mà mình bình phương lên nữa thì mình được n. Là n nó gần bằng 15,69. Rồi mình lấy n bằng 16 luôn. Không? Tại vì kích thước mẫu nó phải là số nguyên. Không? Đấy. Cái bài số 7 mình giải như thế. Nếu mà mình tra bảng thì cái số này nó ra 1,98 là được. Rồi. Dạ. Có trao đổi gì không? Cái n em bấm ship xô nó cũng ra mười mấy, 15 phẩy mấy á. Được rồi. Tới đây đúng không? Dạ đúng rồi. Tới là căn n chia 2 đó. Thì bấm ship xô nó ra là 15 phẩy mấy thì mình làm tròn lên, tại vì n nó phải là số nguyên. Nếu mà mình lấy 15 thì nó không có đủ đến cái mức xác suất này. Nếu n nào lấy 15 là không đủ mức xác suất này. Còn nếu mà n nếu mà ví dụ như mình lấy n 15 không thì cái phi của căn 15 nè, mình bấm chữ ngược là chỗ này shift 1 đâu menu 61 không, bấm AC nè số 1. Nếu mà mình lấy n bằng 15 là căn 15 chia 2 này, phi của thằng này bao nhiêu? 9,736 là đâu vậy, 9,762 đâu, đúng không? 9,736. Nhưng mà nếu mà mình lấy 16 thì 9,773 nó cũng không bằng 9,762 nữa. Nhưng mà cái xác suất nó lại cao hơn cái mức này thì được. Nhưng mà lấy xác suất nó nhỏ hơn cái này không được. Thì khi mà đề nó cho gì thì mình yêu cầu là mình phải tính cái số n nào đó mà cái xác suất nó từ bằng cái số này đảo lên thì nó mới đạt yêu cầu. Còn nếu mà bằng cái số này đảo xuống thì nhỏ hơn số này thì không được. Cho nên ở đây mình chọn n là 16. Rồi chúng ta có thắc mắc gì thêm không?